Sau khi ông Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Nga, Bộ Chính trị Triều Tiên đã họp khẩn để thảo luận về kết quả và chuẩn bị những động thái tiếp theo sau cuộc gặp thượng đỉnh lần này. Theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA, trong buổi họp, các quan chức đã phân tích tầm quan trọng của chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un và nêu ra các kế hoạch dài hạn để phát triển quan hệ song phương giữa Nga và Triều Tiên. Ông Kim Jong-un về nước vào tuần trước sau chuyến thăm Nga kéo dài cả tuần. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin tại trung tâm vũ trụ vostochi tại vùng viễn đông cả hai bên đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế kcna dẫn lời ông kim jong un nhấn mạnh tại cuộc họp bộ chính trị rằng cần thiết phải tăng cường tiếp xúc và hợp tác chặt chẽ ở các lĩnh vực liên quan tới cả nga và triều tiên nhằm mở rộng và phát triển hợp tác trong mọi lĩnh vực một cách toàn diện ông kim jong un sau đó kêu gọi tích cực thực hiện các biện pháp mang tính xây dựng để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương giữa triều tiên và nga trong mọi lĩnh vực phát triển chúng lên một tầm cao mới kcna viết chuyến thăm nga của ông kim jong un đã đưa quan hệ song phương triều tiên nga lên một tầm chiến lược mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thời đại mới và mang lại sự thay đổi cơ bản về tình hình địa chính trị thế giới hàn quốc và mỹ bày tỏ lo ngại rằng nga có thể tìm cách mua đạn dược từ triều tiên để bổ sung cho kho dự trữ đang cạn kiệt của nước này trong khi bình nhưỡng tìm kiếm sự trợ giúp về mặt công nghệ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa